Mến chào cả nhà và rất vui khi các bạn đã ghé Hoa Kinh của Thảo. Vừa rồi thì ngày 14 tháng 8 là ngày giỗ của ba mình. Vì ba mất cũng đã khá lâu rồi, khoảng ba mươi mấy năm. Nên giỗ lần này cũng chỉ có mẹ và các anh em trong nhà cùng nhau họp mặt để đọc kinh dâng lời cầu nguyện cho ba và có một bữa cơm thân mật cùng gia đình. Và để cho tiện lợi thì anh chị mình cũng đã order một số món. Khoảng 10 giờ rưỡi họ đã ship đồ tới. Các món ăn được đặt trong cái thùng giấy và có mút nữa cho nên rất là tiện lợi. Vì lúc mà mình mở ra thì đồ ăn vẫn còn nóng. Cho nên đến lúc dùng thì đồ ăn còn nóng như vậy thì rất là ngon. Bây giờ thì sẽ khui hết ra. Và mình sẽ sắp các món vào tô đĩa. Để lát nữa thì cả nhà mình nhập tiệc. Để cho này nó nằm nóng, có cái miếng mút. Đây là cái khay tôm nè, mực, nghêu, tàu hũ non, viên thả để lắc cho vào lẩu. Nhìn nó giòn ghê. Hai con. Lẩu. Thích tóc tiên. À tóc tiên. Cái này là chắc ông nó bảo trứng khủng long. Đây, trứng khủng long luôn. Tóc tiên cho nên là hấp dẫn ghê nha. Nhảy nhảy mấy hồi nếu mà nhảy nhảy lâu sao lâu sao. Trời trong lòng chúng con xin Đức Chúa Trời Chúa Thánh Thần xuống soi lòng sự trong ngoài chúng con hồng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng nhận nhận các thánh tông đồ vì này chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần đã xuống. Tại cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng. Con ở nơi tâm đông, than thở kêu khẩn bà thương. Hỡi ơi, ta là Chúa hầu chúng con. Cho ra mà đem đến cho hương vui và nước thiên đàng. Vì công nghiệp Chúa con, chịu chết vì chúng con. Amen. Luôn đệm tâm lòng mẹ cha. Ai qua là bao chốn xa, thấy đau vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi, ra đi tung cánh cho đời. Dù xa vô bờ, vẫn nhớ đến tình mẹ cha. Trứng khủng long đó, trứng khủng long mà bổ ra thì thấy con, thấy gà con gà này. Thấy con gà súp tóc tiên con gà thì bao giờ cái này bẻ ra rồi ăn thôi ai cắt vậy cứng không xương không mà nóng như là bấm cái xô nó ra thôi rồi còn mở cái con gà ra à, bấm vậy thôi bành bành ra quất thôi rồi nó ra đó bành ra còn nóng cắt được xương cứng nhất à cắt được súp này là thấy giống như có hạt sen nè ha hạt sen chỉ tử tóc tiên chân cút miếng gà vô đây đi tính cho bà hỏi.
Ồ, có trứng trong là ngon chưa? Đầu bếp Nam không ta? Này muốn thôi, nhà hàng nào đây biết. Đánh cho anh cái kéo. Hấp dẫn chưa? Vị lẩu nó có vị thuốc bắc ăn cũng ngon, ăn vừa tốt luôn. Dạ cảm. Đến đây Thảo xin tạm ngừng video của mình. Mến chúc cả nhà một buổi tối thật là vui vẻ và thư giãn. Cảm ơn các bạn đã full video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.